Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta cách sử dụng was, were. Am, is, are là hiện tại đơn. Về quá khứ đơn, khi nói về quá khứ thì động từ to be nó sẽ biến thành was và were. Khi nào thì chúng ta dùng was, khi nào chúng ta dùng were? Các bạn hãy cùng cô thực hiện bài tập sau đây nhé. Tôi đã ở bãi biển cả ngày hôm qua. Chị gái và tôi đã ở với ông bà tuần rồi. Họ đã không ở nhà hôm qua. Bạn đã ở trường vào thứ ba. Maria đã được sinh ra ở Brazil. Giáo viên của tôi đã không ở lớp vào thứ hai. Lớp học của tôi đã rất nóng ngày hôm qua. Bạn đã không có hạnh phúc khi còn là một đứa trẻ. Và các bạn thấy dòng thời gian đều là ở quá khứ hết. Yesterday, last week, on Monday, on Tuesday, yesterday as a child. Những cái câu này nó đều nằm ở thì quá khứ đơn hết. Động từ to be ở thì quá khứ đơn lúc này nó không còn am, is, are nữa, mà nó là was, wasn't hoặc là were, phủ định là weren't. Khi nào thì chúng ta sử dụng động từ to be was? Khi chủ ngữ là I, he, she, it thì chúng ta sẽ đi với động từ to be was. Phủ định thì chúng ta thêm not vào, chúng ta đọc là wasn't. Khi nào thì đi với động từ to be were? Khi đó là số nhiều. Chủ ngữ you, we, they. Chúng ta sẽ đi với were. Phủ định, chúng ta cộng not vào là weren't. I was, my sister and I were. They weren't. You were. Maria was. My teacher wasn't. The classroom was. You weren't. Và để xem các bạn có hiểu bài hay không thì chúng ta hãy thực hiện bài tập sau đây nhé. Và mình thấy dấu tích như thế này là khẳng định và dấu chéo như thế này là phủ định. Và dựa vào chủ ngữ chúng ta sẽ chia tương ứng với was và were thích hợp. Yes, she. Ở đây chúng ta có khẳng định. She was. Phủ định. My cousins. Số nhiều sẽ sử dụng là were. Phủ định thêm not vào. My cousins weren't. Yes. Phủ định. My teacher. Một người. Was not, wasn't. David and Nick, hai người, khẳng định, were at the beach. There, any tickets, số nhiều. À, cách sử dụng có, khẳng định, there is, there are. Hiện tại đơn, quá khứ là, there was, there were. Ở đây chúng ta có số nhiều, thì là, there, there weren't. Ok, khẳng định, we đi với, were. Khẳng định, a cafe, only one cafe. So we have there, there was. Và phủ định I đi với was, phủ định wasn't. She was very good at playing tennis. My cousins weren't at the party yesterday. My teacher wasn't at school today. David and Nick were at the beach. There weren't any tickets for the concert. We were very good at dancing when we were young. There was a cafe here before. I wasn't very happy when I was a child. Đây đều là những câu trong thì quá khứ đơn. Khi diễn đạt về quá khứ, chúng ta sẽ sử dụng quá khứ đơn. Và trong level 2 của lộ trình A1, cô hướng dẫn cái cách sử dụng thì quá khứ đơn, trong đó có ứng dụng động từ to be để khai thác cái cảm xúc của mình khi nói tiếng Anh rất là nhiều. Nếu các bạn mất gốc tiếng Anh, muốn bắt đầu học tiếng Anh mà không biết bắt đầu từ đâu, thì các bạn hãy bắt đầu với lộ trình A1 nhé.